Xin chào các bạn. Như các bạn đã biết, tập đoàn đèn sửa nhà tắm Han có hai dòng sản phẩm, đó là đèn sửa nhà tắm âm trần và đèn sửa nhà tắm treo tường. Và ngay bây giờ, hãy cùng với kỹ thuật viên của tập đoàn đèn sửa nhà tắm Han tìm hiểu về những ưu điểm của hai dòng sản phẩm này. Xin chào anh ạ. Anh có thể chia sẻ những tính năng ưu điểm nổi bật của dòng sản phẩm đèn sửa nhà tắm âm trần và dòng sản phẩm đèn sửa nhà tắm treo tường được không? Đối với dòng đèn sửa âm trần thì có những ưu điểm, đấy là gọn gàng, tính thẩm mỹ cao và có được kết hợp với quạt hút, có thể thay thế được quạt hút mùi thông thường mà chúng ta hay lắp ở trong phòng vệ sinh. Còn đối với dòng đèn sửa treo tường thì có những ưu điểm, đấy là lắp đặt dễ dàng, dễ sử dụng và công tắc thì có thể là dùng cho từng bóng một, có thể lắp ở những cái vị trí nhỏ hẹp, góc cạnh. Đấy là những ưu điểm của dòng đèn sửa treo tường. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của anh. Các bạn thân mến, hy vọng là qua những chia sẻ vừa rồi thì các bạn có thể linh động và lựa chọn được dòng sản phẩm đèn sửa phù hợp nhất với không gian nhà tắm của nhà mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Tập đoàn đèn sửa nhà